Chào mừng các bạn đã quay trở lại với eSports 247 và đây là bản tin ngày 28 tháng 3 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ luôn. Để giúp kênh phát triển hơn nữa, hãy nhấn like nếu như các bạn thích video này và nhấn subscribe kênh nhé. Với những lý do trong khu vực, giải đấu Liên minh Huyền thoại của Đông Âu LCL đã chính thức bị hủy và không có đại diện góp mặt tại Masai 2022. Ở những năm trước, Unicorn of Love đã trở thành gương mặt đại diện quen thuộc và để lại những ấn tượng không tồi trong lòng người hâm mộ. Thật tiếc khi không được thấy những chú kỳ lân hồng hay bất cứ một đội nào từ Đông Âu đến tranh tài tại MSI. Tuần đấu cuối cùng của Immortal tại LCS đã kết thúc khá sớm. Những gì mà những người bất tử đã làm trước COG dù đáng ghi nhận nhưng không đủ trước Jin tự sanh bằng một chỉ số lĩnh vô cùng khủng khiếp. Phút 34, một cái mỏ neo là đủ để Luger bắn chết Destiny. Không còn định mệnh, đội hình Immortal vụn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và dễ dàng bị quét sạch. COG loại Immortal ra khỏi playoff bằng một màn lật kèo đẹp mắt. Bexen từng tuyên bố khi lấy lại phong độ anh sẽ là đường giữa xuất sắc nhất Bắc Mỹ và rõ ràng đó không phải là nói suông. Trong Super Week cuối cùng, đường giữa của Team Liquid đã có một màn trình diễn tuyệt vời, khó có thể tìm ra được điểm nào để buông lời chê trách. Khi đã an phận ngồi nhà, khi không còn gì để mất, TSM lại thăng hoa và gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn chiến mã Bắc Mỹ. Thế nhưng cụ đường giữa, cụ huấn luyện viên của Solomid lại nói rằng các chú còn non và xanh lắm. Trước một TSM lì lợm, Koki hóa thần với lỗi lên đồ có phần phá cách. Phút 31, pha núp lùm của Huni cùng đồng đội bắt chết Hansama, nhưng chẳng nghĩa lý gì khi mà Bexen đã lù lù dịch chuyển tới. Còn gì vui hơn cho team Liquid khi lên ngôi Nhật Bản bằng cách đạp lên Solomid không nhỉ? Ở một góc nhìn khác thì có vẻ như COG đã lấy cảm hứng từ một đội tuyển tên S khi chọn Ven cho đường trên. Và với một tâm thái lạc quan thì rõ ràng việc bế đội hình Academy lên hít thở không khí LCS trong trận đấu cuối cùng không còn ý nghĩa với đội là tốt cho những chàng trai trẻ. Và tất nhiên nó còn tốt cho AG nữa. Dù trưng ra con bài lạ thì năm chàng trai của COG Academy chẳng khác gì nhà quê lên tỉnh. Ba mạng nằm xuống từ sớm khiến con bài Ven trở thành vô dụng thay vì có thể vô hiệu hóa Reactor như kế hoạch. Ở phía bên kia, bao nhiêu mạng có được lại dùng hết cho LeBlanc cùng Jerry như một bảo chứng vững chắc cho một chiến thắng hủy diệt đưa AG vào playoff. Sau một Super Week đầy căng thẳng, LCS đã tìm ra những đại diện cuối cùng bước vào playoff. Fly, EG và GG là những cái tên cuối cùng ghi tên mình vào vòng sau. COG lại gồi nhà như cái cách mà họ vẫn làm trong 2 năm trở lại đây. Nhưng chắc Counter Logic sẽ không quá buồn đâu vì nhắc lại là nỗi buồn vẫn còn TSM san sẻ. Bay thỏ châu Âu hẳn rất cay cú khi hai lần liên tiếp thua rốt ở playoff. Từ mùa hè năm ngoái đến mùa xuân năm nay, kịch bản lặp lại, chóng vánh hơn nhiều. Công bằng mà nói, nỗ lực chống trả của Memphis là không tồi, nhưng rốt lại là một tập thể mạnh mẽ hơn những gì VTO cùng đồng đội có. Dù chiến thắng trong ván đấu thứ 3 với sự thăng hoa của LeBlanc, phần nào thắp lên hy vọng lật kèo mong manh trong lòng những người hâm mộ. Tiếc thay, Manrang đã lạnh lùng thổi tắt ngọn lửa vừa le lói. Ván đấu quyết định nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Rogue sau những pha găng đầy hiểm hóc của Javan. Và rồi khi hỏi Mifid rằng một Jerry thoải mái khi đi đường được nhường mạng, lại có mèo phò tá, thì Mifid làm gì được không? Trước câu hỏi quá chừng hóc búa, Mifid câm nín rồi xách bàn phím xuống yên phận ở nhánh thua. Dichu có mạnh không? Mạnh chứ, mạnh đến mức không cho Fnatic ăn thêm một điểm hạ gục nào kể từ phút 21 để rồi biến toàn bộ thời gian còn lại thành sàn diễn riêng của mình. Nhưng sự mạnh này chỉ được mỗi một game. Ở những diễn biến còn lại, Rapsic châu Âu y chang quả bóng xì hơi không sức sống. Phía bên kia, Fnatic vẫn là chính mình với lối chơi điên cuồng lúc cản đã làm nên thương hiệu. Và rõ ràng năm tuyển thủ nhà Jisoo vẫn khớp trước cơn bão màu da cam đỏ. Phút 28 tưởng chừng như Jisoo có lợi thế khi đổi hỗ trợ lấy mạng Humanoid. Thế nhưng đây là Fnatic chỉ tiến không lùi. Upset chớp lấy cơ hội Wonder tạo ra để tiện cáp lên bảng. Thế rồi cổ xe tải hạng nặng cứ thế càng lên, người càng giết người, trụ ngăn phá trụ, Odin tất cả để lấy chiến thắng về tay. Gặp lại nhau trong trận đấu một mất một còn, XL và Vitality đã cống hiến cho khán giả 2 tiếng 46 phút đầy hào hứng với liên tiếp là các pha giao tranh đẫm máu. Và có vẻ như việc gia hạn hợp đồng với rừng hiện tại đến năm 2024 thể hiện quyết tâm viết tiếp khúc trường ca tất cả là tại SMS của Vitality đã là nước đi đúng đắn đầu tiên, ít nhất là trong hôm nay. Phút 12 với sự có mặt của Sermet, Vitality tổ chức băng trụ lấy hai mạng để rồi lấy về một lợi thế không thể nào lật ngược. Một cái tên cũng cần phải nhắc đến là Kaji, xạ thủ người Czech dễ dàng áp đặt Ác Thống Trị với sát thương khủng khiếp từ Aphelios. Những nỗ lực cuối cùng của SL chỉ có thể làm nền cho cú triple kill của Kaji cùng màn ăn mừng của Vitality khi đã vượt qua cặp BO5 ngạt thở. Jichu ơi, bớt tới với Jichu nè. Thật xui cho Rare tầm khi đụng trúng BLG trong trận đấu đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ tại playoff. Những gì tốt nhất mà Rare tầm làm được là chiến thắng trong game đấu đầu tiên với sự thăng hoa của LeBlanc, và đó cũng là tất cả. Phút 21, ulti của Vex là đẹp nhưng chiếc khiên đầy khó chịu của Renata đã giữ lấy mạng của Doggo, để rồi trước mắt Rare tầm chỉ còn là 5 chiếc màn hình sơn sám. Mọi nỗ lực của iBoy cùng đồng đội chính thức kết thúc sau đó ít phút khi bị quét dơ để rồi nhìn Baron rơi vào tay đối thủ.
Với tâm lý đã phần nào đó được giải tỏa, BOG đã thi đấu nhịp nhàng hơn rất nhiều so với chính mình trước đó. Chủ động, chính xác và hiểm hóc hơn, BOG tự biến mình thành ngọn lửa, còn Ra Tầm trở thành đống rơm khô, dễ dàng bị thiêu ra trò. Phút 11, sự đánh đá của Doggo đã đem đến chiến thắng trong một giao tranh mà ngỡ như thiếu người. Với quá nhiều lợi thế, BOG kiểm soát toàn bộ các mục tiêu quan trọng và hoàn thành sớm linh hồn rồng công nghệ. Về phần Rare Tầm, sớm hạ gục Chris và phần nào đó loại Doggo ra khỏi phòng chiến, nhưng vẫn tan nát khi lấy 5 đấu 3 thì còn cơ hội nào nữa không? Rõ ràng là không. Nếu như BOG dễ dàng đi tiếp thì nhà vua cũng vậy. Ở ván 2, Funless Phoenix đã chơi ngang ngửa với EDG, có được linh hồn rồng đất cũng như trụ vững trước cơn bão mang tên rồng ngàn tuổi. Thế nhưng tất cả chỉ có thể đem về cho họ một điểm danh dự, đơn giản bởi vì lửa Phượng Hoàng đã tắt. Trong khoảng thời gian còn lại, mọi đường đi nước bước của Phượng Hoàng đều bị độc thấu. Dù thua sút đôi chút về mạng hạ gục, nhưng ván đấu bản lề vẫn thuộc về EDG với khả năng ép đường để trụ vượt trội. Phút 32, trong lúc Salahu đang lò dò tiến tới từ phía sau, cú móc mỏ neo của Meiko trở thành tiếng kèn xung trận cho đồng đội tràn lên, đem chiếc bánh mì kẹp mà đối thủ đang làm đi ngâm nước. Phanlet Phoenix muốn làm lại cũng chẳng được, đơn giản vì nhà chính đã phở rồi. Ván đấu quyết định trở nên vô cùng khó khăn cho Phanlet Phoenix khi mà lợi thế Viper lấy được từ LWX là rất rõ ràng. Lại thêm một lần mua đồ tập hậu phá sản khi hai cánh Phượng Hoàng quá mỏng manh. Quả cầu tuyết cứ thế được lăn, gọn gàng không nhiều vết xước. Phút 30, Phanlet muốn đánh nhưng EDG chẳng quan tâm, ca vang khúc ca đánh nhà, EDG bước tiếp. Thật thú vị khi Faker đã gặp Teddy ở ván đấu dài nhất lịch sử LCK, giờ đây lại tái ngộ trong cặp BO5 ngắn nhất kể từ khi LCK chính thức ra mắt. 1 giờ 18 phút là tất cả những gì T1 cần để đặt chân vào chung kết. Một T1 tinh ranh như cáo, làm chủ ván đấu đầu tiên với khả năng macro tuyệt vời để đùa giỡn với đối thủ như chơi rối. Một T1 dữ dội như lửa với nền tảng là sự xuất sắc của Honor với con bài không mấy quen thuộc là Nocturne. Giống như nhận định của dàn cast LCK, không có cơ hội nào cho KDF trước một đối thủ như vậy. Thật buồn khi những tình huống gỡ gạc mà Quang Đông lấy được trong ván đấu cuối cùng lại đến từ những tình huống vui chơi chút xíu của đối thủ. T1 thật sự không tập trung mà chẳng sao, khi khả năng mở giao tranh của Keria là quá tốt. Phút 31, KDF tất tay và hạ gục được Keria, nhưng bằng một chiêu cuối đẹp của Faker cùng quá nhiều tiền hơn, T1 đè chết đối phương, kết thúc cặp BO5 ngắn nhất trong lịch sử thành lập LCK. Trái ngược với bán kết 1, trận đấu giữa Genji cùng DK vô cùng căng thẳng và chỉ được định đoạt ở những ván đấu cuối cùng. Ở một góc nhìn nào đó thì có vẻ như việc chiến thắng 2 game đấu liên tiếp đã khiến đương kim vô địch LCK chủ quan, để rồi hướng lên đường trên đè đầu Doran. Đây là một sai lầm nghiêm trọng bởi vì họ quên rằng Chovy đáng sợ đến như thế nào. Có kỳ farm lĩnh vực thời gian, có kỳ có mạng rồi xanh lét. Khi Chovy tỏa sáng thì màn thể hiện của Showmaker lại nhạt nhòa đến lạ. Showmaker nhạt nhòa, toàn bộ DK cũng nhạt nhòa để rồi Genji gỡ hòa. Trong ván đấu quyết định, Canyon tuyên bố rõng rạc rằng rừng của mình là rừng của mình, rừng của Binet cũng là rừng của mình. Với chất tưởng cùng lợi thế ở đường đơn, Canyon dạo chơi trong rừng Genji như chốn không người để rồi ngay cả Binet cũng biến thành một con quái có nhiều tiền hơn một chút. Thế nhưng DK đã chơi một bài liều khi chọn một đội hình với yêu cầu win land win game và yếu hơn hẳn đối phương trong giao tranh tổng. Và điều kiện thắng mà Showmaker cùng đồng đội tạo ra với giãn cách 10.000 tiền là không đủ trước một Genji xuất sắc đến như vậy. Ở một góc nhìn khác, khi Pháp Sư Trung Hoa Quảng Trạch Nguyên phán Genji thua thì DK không thể nào thắng được. Phút 32, Chovy xuất sắc hạ gục Canyon rồi ghi tên Kaolin và Đốc Đam vào danh sách nạn nhân. 10.000 tiền chỉ còn là quá khứ. Với bùa lợi Baron, Genji đẩy một mạch vào đường giữa, phá tan mọi chướng ngại và lật kèo theo cái cách không ai có thể ngờ tới. Về phần DK, giờ đây hãy gọi họ là cụ vương. Không có gì nhiều để nói về Gam khi mà màn trình diễn của Levi và đồng đội vẫn như mọi khi, tức là vẫn vượt trội. Màu áo vàng đen cứ thi đấu bình thường để rồi cả hai đội tên T là Ẩn Mật Giáo lẫn Team Flash đều không thể nào chống cự. Thập chiến bất bại, Gam đã là đội đầu tiên bước vào playoff. Và với cái đà tiến này thì dự đoán Gam 14-0 chắc sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa thôi. Team Flash có lẽ cũng không quá buồn khi mà trước đó họ đã tự ngắt được chuỗi thua của mình với màn vùi dập tam đầu khuyển sau 3 ván đấu. Về phần Cerberus, họ phải tự trách chính mình. Sau ván 1 đầy hủy diệt, Yado cùng đồng đội dễ dàng nắm lấy lợi thế và cả quyền chủ động ở game đấu ngay sau đó. Tiếc thay một chữ nhưng nghiệt ngã ở phút 23, khởi đầu với thùng rượu nổ tiện Hiếu Ba về cõi chết. Cơ miêu của Bull lại đâm quá sâu để rồi phải nằm xuống kéo theo sự sụp đổ có tính dây chuyền. Mọi lợi thế mà Cerberus có giờ đây tan biến. 9 phút sau đó, 4 phát bắn từ sân khấu của Artemis như gãi. Với những tài nguyên đã mất, Cerberus bất lực nhìn Flash ăn Baron để rồi chiêu cuối của Dante hạ gục Jin, tam đầu khuyển gục ngã. Chiến thắng quan trọng đó trở thành bước ngoặt của cả trận. Ván đấu thứ 3 không có nhiều mạng hạ gục như những gì người hâm mộ VSS vẫn quen. Dù vậy, Team Flash rất biết cách tạo nét với sự quyết đoán của Dante. Cerberus thua rồi lùi, lùi nữa, lùi mãi cho đến phút 26 khi không lùi được nữa khi mà nhà chính của họ đã tan tành. Trận thua của Sky trước SBDC như một màn dạo đầu trước khi chìm vào ác mộng mang tên Cerberus.
Sau thất bại ở game 1, Tam Đầu Khuyển đã điều chỉnh rất nhanh với con bài Kai'Sa trong tay Artemis cùng lối đánh hướng xuống đường dưới. Nỗ lực đáng khen của xạ thủ Sky, một sẩu chỉ mang về một ít mạng hạ gục chứ chẳng có highlight bởi vì Bull đã đến. 28 phút là đủ để Cerberus cân bằng tỷ số. Vỡ trận là từ chính xác nhất để nói về Sky khi mạng hạ gục liên tiếp rơi vào tay những thành viên chủ chốt của thần khuyển. Trinh xanh sớm, thậm chí là cực xanh. Bầu trời cũng xanh nhưng không xanh trong mà là xanh như tàu lá chuối. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lu. Để giúp kênh phát triển hơn nữa, hãy nhấn like nếu như các bạn thích video này và nhấn subscribe kênh nhé. Tham gia dự đoán VCS tại trang castrol.liengminh.garena.vn để nhận xe máy CB150R cùng những phần quà hấp dẫn khác từ nhãn hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power One.